Những người mẫu khuyết tật chiếm sóng trên sàn diễn thời trang tại tuần lễ thời trang New York hôm 13 tháng 9 trong các bộ trang phục và giày dép được thiết kế đáp ứng đúng nhu cầu của họ. Buổi biểu diễn thời trang này do sáng hội Runway of Dream thực hiện, một tổ chức từ thiện phối hợp với các nhà bán lẻ để tạo ra trang phục quần áo thích ứng cho mọi nhu cầu của mọi khách hàng và tạo ra cơ hội cho những người khuyết tật được tiếp cận với thời trang. Trong số các nhãn hiệu được trình diễn tại sự kiện này có Chapos, Target, Tommy, Adidas và nhãn hiệu đồ lót nổi tiếng Victoria's Secret. Hơn 70 người mẫu, độ tuổi khác nhau, xuất thân khác nhau với những khuyết tật khác nhau tham gia buổi trình diễn này.